Xin chào cả nhà, chào buổi sáng. Em chuẩn bị pha trà đông trùng hạ thảo ha, đem theo để đi làm. Mỗi buổi sáng mình uống một ly trà đông trùng hạ thảo sẽ giúp chúng ta bồi bổ cơ thể ha. Cái đông trùng hạ thảo đây, cái nấm đông trùng hạ thảo. Nấm này chúng ta pha một bịch như thế này thì chúng ta pha làm 3 lần uống, tương ứng với là 3 buổi sáng của 3 ngày. Một hộp như thế này thì là 20 gói. 20 gói là giá 600.000, là chúng ta sử dụng được 2 tháng. Một ngày là một buổi sáng chúng ta là sử dụng là 10.000 đồng. Cái nấm đông trùng hạ thảo này thì giúp điều trị, hỗ trợ điều trị bệnh ung thư nè, các bệnh liên quan đến chức năng gan, các bệnh liên quan về thận, làm giảm cholesterol trong máu nè ha, điều trị là các bệnh về tim mạch, đường huyết, hỗ trợ bệnh tiểu đường, giúp chúng ta làm bài tiết các chức năng, giảm chức năng sinh lý sinh dục ha, và bổ cơ thể là chống mệt mỏi nè, chống lão hóa, làm đẹp da, ngăn ngừa nếp nhăn. Và có một số ứng dụng trong điều trị do bệnh HIV/AIDS ha. Đây, cái một gói như thế này chúng ta uống 3 ngày, 3 buổi sáng. Một hộp thì là 20 gói ha, chúng ta sử dụng được 2 tháng, giá 600.000. Đây, em chuẩn bị pha trà đây. Chúng ta để trực tiếp vào nước sôi, để cho nó ra trà và chúng ta sử dụng. Chúng ta uống xong chúng ta ăn luôn cả cái sáp nấm này, rất là dễ uống. Mùi không có mùi vị gì mà nó lạ mà khó uống hết, uống rất là dễ luôn. Chúng ta pha, chúng ta đi làm vào mỗi buổi sáng, tất nhiên chúng ta pha sẵn cái bình như thế này, chúng ta đem đi làm ta uống rất dễ uống luôn, mà rất là tốt cho sức khỏe. Nhà mà có người lớn tuổi ha, hay khó ăn hay khó ngủ, em xin lỗi, hay khó ngủ mà hay đi tiểu đêm nhiều nè, người mà mới ốm dậy đó, mới bị bệnh xong đó, thì nó mệt mỏi cơ thể nha, cơ thể hay bị suy nhược nè, mệt mỏi nè, thì chúng ta uống cái trà này nè, hỗ trợ rất là nhiều luôn. Chúng ta uống một tuần chúng ta sẽ thấy sự khác biệt liền.